trong khoảng thời gian dài từ năm 1950 đến năm 1980, những chiếc tàu bay 4 động cơ đã tạo nên một quy chuẩn cho hàng không thế giới. Chúng mang lại khả năng dự phòng tốt hơn và được coi là an toàn hơn trong trường hợp động cơ bị hỏng. Trái lại, máy bay 2 động cơ, theo quy định của FAA, không được phép bay cách sân bay chuyển hướng quá 60 phút, hạn chế khả năng thực hiện các chuyến bay xuyên đại dương. Tuy nhiên, sau khi ETOPS, tiêu chuẩn bay mới được ICAO ban hành ra đời, năm 1985, máy bay 2 động cơ lại trở thành phương tiện được phép bay các chuyến đường dài xuyên đại dương. Theo ICAO, tiêu chuẩn ETOPS đánh giá khoảng thời gian máy bay thương mại 2 động cơ được bay kéo dài thêm tới sân bay gần nhất trong trường hợp một động cơ bị hỏng. Xếp hạng đầu tiên được trao cho Transworld Airlines, một hãng hàng không của Mỹ, bay chiếc Boeing 767 với thời gian bay kéo dài là 120 phút. ETOPS ra đời dựa trên nhận thức mới về độ an toàn của máy bay 2 động cơ. Việc nới lỏng các giới hạn quy định đối với máy bay 2 động cơ thông qua việc áp dụng ETOPS đã mở ra các lựa chọn tốt hơn cho hoạt động khai thác thương mại. Từ đó, các hãng bắt đầu lập kế hoạch đường bay theo ETOPS. Vấn đề đặt ra là làm sao để luôn có một sân bay dự bị nào đó sẵn sàng để máy bay hạ cánh trên chặng đường di chuyển. Hơn nữa, các đường bay hiện tại theo ETOPS đều hướng vòng cung theo hình cầu của trái đất. Các hãng không còn một đường bay thẳng qua vùng nước lớn. Do đó, các máy bay 2 động cơ có thêm cơ sở để được đưa vào khai thác. Bên cạnh vấn đề an toàn và bảo dưỡng, giá nhiên liệu tăng đã ảnh hưởng đến ngành hàng không trong những năm gần đây. Máy bay 4 động cơ có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn đáng kể, tạo thách thức lớn cho các hãng hàng không. Làm một phép so sánh, tính toán cho thấy, một chiếc Airbus A320 2 động cơ đốt cháy khoảng 1.944 lít mỗi giờ. Cùng thời gian, Boeing 747-400F 4 động cơ tiêu tốn khoảng 8.184 lít. Cuối năm 2017, Airbus báo cáo máy bay A350, dòng tàu bay 2 động cơ tiết kiệm nhiên liệu tới hơn 25% so với các máy bay thân rộng khác. Xét về mặt hiệu suất, tốc độ bay ước tính của B777 là 0,84 Mach, 1.029 km/h và A340 là 0,82 Mach, 1.004 km/h. B777 bay nhanh hơn một chút so với A340 4 động cơ và cũng vượt trội ở chỗ có chi phí vận hành thấp hơn cho các hãng hàng không. Do đó, dù số lượng hành khách có thể chở ít hơn tàu 4 động cơ, tàu có động cơ kép lại có thể quay vòng nhanh hơn.